thôi con đi về đi, con về đi. Đó, bạn này học ở trường hòa nhập cộng đồng các bạn, ở bên mái ấm bừng sáng. Đây là các bé tự đi về được này các bạn này. Giờ Tuấn Dương sẽ hỏi thử bé. Rồi chào bé, con đi học về à? Con biết đường về không? Nghe chú giọng chú quen không? Chú tên gì biết không? Hôm nay các con ăn phở đấy. Rồi hai bé tự dắt nhau về à? Thế không cần người phải đưa à? Các con có thấy đường không? Không thấy đường. Có cần chú đưa về không? Thôi đi được đúng không? Rồi các con đi đi. Đó các bé này chỉ cần một cái cây gậy này thôi. Wow. Đó. Hai bé tự đi về này các bạn này. Đấy, dò cái cây gậy kia và đi về. Các bé học ở trường Nguyễn Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương. Đấy, bóng các bé đi xa dần nha các bạn. Chỉ cần cây gậy rồi mò mò tự đi về, vì trường ở đây thì đi về cũng khá là gần. Quý cô bác, chào mừng quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay của Tuấn Dương. Hôm nay Tuấn Dương nhận được một cái thùng quà gồm 4 hộp kem đánh răng và bàn chải đánh răng của anh Nam, và anh có nhờ Tuấn Dương là chuyển cái thùng quà này cho mấy sơ nuôi mấy em khiếm thị, cảm ơn. Thì Tuấn Dương xin phép là giấu cái địa chỉ và số điện thoại của anh để tránh bị làm phiền. Đây, tên của anh là Thái Thành Nam, và anh gửi cho Tuấn Dương qua cái dịch vụ là Hòa Phát Sài Gòn Express Air Ocean Logistics. Cái thùng quà này nó được bên Việt Earthling ở 76 Tôn Thất Hiệp chuyển tới. Thì Tuấn Dương cũng có khui cái thùng quà này ra để mà coi xem nó bên trong nó là cái gì. Thì bên trong nó đây các bạn. Thì hồi nãy cũng có khui ra để coi. Thì trong này là gồm có bàn chải và kem đánh răng. Rồi kèm theo một cái thư, đó là kính gửi các sơ. Con nhờ Tuấn Dương chủng hộ, chuyển hộ thùng quà này tặng đến các sơ và các em khiếm thị 8 lỗ bàn chải và kem đánh răng. Kính chúc các sơ và các em nhiều sức khỏe, an khang. Nếu tiện thì các sơ liên lạc qua email cho con là namthais.nt@gmail.com. Kính thư là Nam. Bây giờ Tuấn Dương sẽ mang cái thùng quà này tới mái ấm bừng sáng để gửi cho sơ Hoàng nhé. Các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ đi qua cái con hẻm này để đi đến mái ấm bừng sáng. Đây có một cái anh thợ cắt tóc này, mình sẽ đi cái lối đi đường hẻm nhé. Hẻm này là nằm ở bên hông trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ thưa các bạn. Hẻm rất là nhỏ. Đó, cái này cũng chỉ có nếu mà xe gắn máy đi chúng ta phải tạm dừng lại. Đó, các bạn thấy là có các cô giáo thì đang dạy học sinh đấy. Đây là đang ở bên hông của trường. Đây mình sẽ đi qua cái lối này để đi sang cái hẻm bên kia. Các bạn, cái hẻm này là bên hông của chùa Nước Lạnh này các bạn. Ở đây thì họ có bốc thuốc khám bệnh miễn phí cho những cái bệnh nhân nghèo. Đây sau lưng chùa thì ở đây họ có cái tên là Tân Hưng Long Tự á. Ngày xưa là chùa Nước Lạnh. Tân dân độc lập cần tu đức. Chỗ bên đây là cái khoa châm cứu. Đây các bé thì đi qua cái hẻm này để đi về, đi học về. Cái hẻm rất nhỏ luôn. Đây các bạn thấy các bé đi, đang trên đường để đi học về đấy. Đi qua cái hẻm rất nhỏ luôn. Mình sẽ nhường đường cho mọi người họ đi trước. Cái hẻm phía trước mặt kia thì sẽ đi ra đường Hòa Hảo nha các bạn. Đó, họ vứt rác đó. Đây, bây giờ chúng ta tới rồi. Cơ sở bảo trợ khiếm thị bừng sáng, 266/5 Nguyễn Tri Phương, phường 4, quận 10. Dạ, hôm nay ăn phở ạ. Vâng. Hôm nay giờ
thầy. À nay dỗ thầy ở sớm. Thầy tên là trước là thầy gì nhỉ? Trường. À thầy Trường đúng rồi. Hôm trước hôm trước cũng có một em như em Tùng gì đấy bán đúng vé rồi, số. Đúng rồi, đúng. Em có nói là trước là thầy Trường. Đúng rồi, đúng. Sau đó em lớn em bán vé số. Bây giờ sơ mở cái này ra, hồi nãy con đã mở rồi đấy. Nhưng mà bây giờ thì vì con mở thì con phải kiểm tra. Thế bác sẽ đang cần cái này. Đây sơ đọc cái lá thư đấy đi. Kính gửi sơ, con nhà Tuấn Dương chuyển hộ thùng quà này đến tặng các sơ và kem khiếm thị 8 lỗ bàn chải và kem đánh răng. Kính chúc các sơ và kem nhiều sức khỏe, an khang. Nếu tiện các sơ liên lạc mail cho con. Kính rồi. Thư Nam. Cảm ơn anh Nam nhiều nhé. Sơ đang cần cái này mà sao đúng lúc anh Nam lại cho sơ cái bàn chải đánh răng. Sơ đang đi xin nè và chưa xin ai được hết. Đây thì ở đây là con cũng không có đếm đâu bởi vì là con chỉ mở ra để coi xem là chú chào con. Sơ đây là các cái lỗ này là kem đánh răng, bây sơ mở ra thử đi. Cho anh ấy biết là mình cũng đã nhận được rồi. Thì anh cũng mới vừa gửi về tới con thôi. Còn anh ấy liên lạc với con thì cũng cách đây mấy tuần rồi thì con bảo khi nào tới thì con mang tới con gửi. Thì cũng mới nhận cách đây chừng 30 phút thôi. Dạ dạ. Rồi, trời ơi đúng lúc quá ha. Anh Nam mình có duyên quá à. Rất đang cần thật sự, rất đang cần thật. Tại vì đây hình như là cái này là có 4 cái lốc kem đánh răng. Trời ơi, cái này là tốt quá. Vâng. Mình bán này kem nó xài vừa tầm tay của nó. Dạ vâng. Nó không có xài phí. Vâng. Còn thí dụ cái to nó sẽ đưa gì? Nó vâng. Xài có tuần hết lọ, tuần hết lọ. Vâng. Còn này thì ok. Dạ vâng. Rồi, cảm ơn anh Nam thật nhiều. Vâng. Đúng là cái duyên. Tự nhiên sao đang ước ao được cái kem đánh răng bàn chải hôm nay lại được. Không phải giờ đang đi xin mà chưa xin ai được hết á. Dạ vâng. Ở đây sơ cảm ơn anh Nam được rồi, sơ sẽ mail cho anh Nam để dạ, rồi cho anh Nam biết là tình hình sơ đang nhận được như vậy nha. Vâng. Đợt này sơ khỏe không? Cảm ơn cũng bình thường. Vâng. Ôi sơ cất cái đó đi, sơ bỏ xuống. Sơ đợt này thì mình có bao nhiêu em sơ? À vẫn 42 em. 42 em. Dạ. Dạ hôm nay sơ có cho các bé ăn phở. Hôm nay cho ăn phở bò. Dạ. Tại vì dỗ của thầy. À hôm nay ngày dỗ của thầy. Hôm nay dỗ thầy cho nên là cho các em ăn phở bò. Dạ vâng ạ. Tí nó đọc kinh cầu nguyện cho thầy sau. Vâng. Dạ. Rồi thôi tiện con tới đây thì ghi hình để các cô bác anh chị coi các bé ăn cơm xem nó như nào á. Lâu lắm rồi cũng không có ghi hình. Dạ vâng ạ. Chờ chút xíu dạ vâng ạ, dạ vâng ạ. Sơ cứ sắp sửa đi ạ. Sơ ok, về nhìn Tuấn Dương trẻ ra sao. Dạ dạ. Con cảm ơn. Các con khỏe không? Tặng bài chú Tuấn Dương hát với Tăng An. Hát cho chú nghe bài gì nào? Bên hát với Tăng An, bên thì là năm giấy á. Bài gì hát bạn con? Bài gì đó? Bài gì nhớ không? Bài à. Con hát bài gì? Tăng An đi. Dạ bài tiếng Anh. Con hát đi nào. Hát solo đi dân châu, đi dân châu. Hát solo đi dân châu, đi dân châu. And I am here, not so long now. Hát solo đi dân châu, đi dân châu. Rồi, quá giỏi. Thế con tên là gì? Dạ Việt Anh. Việt Anh năm nay mấy tuổi con? Dạ 7. Con 7 tuổi, con học lớp mấy con? Dạ lớp 1. À, nhà con ở đâu? Dạ Đồng Nai. Con ở Đồng Nai. Thế con được con vào đây ở từ khi nào? Dạ con quên rồi. Dạ, con quên rồi á? Dạ con không biết. Dạ con không biết. Thế con có nhìn thấy chú không? Dạ không, con bị mù hai mắt rồi. À con bị không thấy đường hai mắt. Thế con bây giờ con học lớp mấy rồi? Dạ lớp 1. Con học lớp 1 á? Dạ. Lớp 1 thì đi học con đi học con có gặp khó khăn gì không? Dạ không, hôm nay là con ở nhà con học. À hôm nay con ở nhà con học. Thế ở lớp con thì có bao nhiêu bạn? Dạ có 8. Có 8 bạn. À. Thế nhà con có mấy anh chị em? Chú Tân Dương kìa mọi người này. Nhà con có mấy anh chị em nhỉ? Có 4. 4, con là thứ mấy? Dạ con là 1, bố con là 2. Em bé con là 3, mẹ con là 4. À, thế là tức là nhà có 8 người đúng không? Có 2 anh em thôi đúng không? Rồi để chú hỏi chuyện từng bạn nhá. Chú Tân Dương đó. Chú chào bé, con tên gì nhỉ? Bé này tên gì nhỉ? Dạ con tên Kiên. Kiên học lớp mấy Kiên? Dạ học lớp 4. Dạ, thế Kiên đi học có gặp khó khăn gì không Kiên? Dạ không. Không khó khăn gì. Mình tự đi từ nhà đến trường được không? Dạ được. Tự đi được, giỏi thế. Không cần người dẫn, hướng dẫn.
À, dạ có cũng vậy. Có khiến gậy. À phải gậy thì con mới đi được. Ví dụ bây giờ con chỉ gậy không thôi con đi từ nhà đến trường được không? Dạ có. Dạ trường cũ thì được, bây giờ đổi đến trường mới rồi. À trường mới con học ở đâu con? Dạ ở Hoàng Diệu. À bên Hoàng Diệu. Ờ. Dạ con chào chú Tân Dương. Ờ chú chào con khỏe chứ? Rồi đây. Rồi bạn này tên là Lâm Nhật à? Dạ. Ờ, chú chào Lâm Nhật. Lâm Nhật bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 9 tuổi. À con học lớp mấy? Dạ lớp 2. Lớp 2. À, con có thấy đường không? Dạ. Không. Không thấy gì luôn. Dạ thấy được ánh sáng. Chỉ thấy được ánh sáng và bóng đêm. Dạ bóng. Thế con có mơ ước gì không? Dạ. Con lớn lên con làm gì? Dạ con muốn con được làm bác sĩ. Con làm bác sĩ á? À, bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người đúng không? Không biết được. Nhưng mà chú hỏi bây giờ bác sĩ mà không thấy đường thì chữa bệnh bằng cách nào nhỉ? Dạ con không biết. À con chưa biết. À, chữa bệnh bằng tâm lý cũng được. Đúng không? Rồi, mình sẽ chú hỏi bạn khác nha. Rồi, chào anh chàng đẹp trai trước mặt này. Chào chú. Con giới thiệu với chú là con bao nhiêu tuổi, tên gì là con, học lớp mấy? Dạ con tên là Quốc Thái. Dạ. Mẹ Quốc Thái. Dạ, dạ năm nay con 11 tuổi. Con học lớp mấy? Dạ lớp 2. À lớp 2. Ờ, chú chào con. Thế con đi học có gặp khó khăn gì không? Dạ không, tại vì ở trường đang xây nên tụi con cũng học ở nhà thôi, cũng không gặp trường khó khăn. Trường đang xây các con học ở nhà. Dạ đúng rồi. Rồi. Thế con có thấy đường không? Dạ không, dạ con thấy được ánh sáng. À, thấy được ánh sáng, thế ánh sáng màu gì? Dạ chỉ thấy được anh này, chứ con cũng không có em biết nhận gì màu. À, thấy được ánh sáng rồi, chú cảm ơn con. Rồi các bạn ngồi đi. Dạ, cô cứ sắp xếp cho các bé ngồi đi ạ. Rồi bạn. Rồi, chào con gái, sao con lại ngồi đây? À. Sao con ngồi chỗ này con? Ăn phở xong rồi con uống nước. Con uống nước? À con ăn phở xong rồi á. Bây giờ con uống nước đúng không? Ờ. Thế con tên gì? Con tên là Minh Nhung. Con nói lớn cho chú nghe nào. Ờ, bé này chưa có tự tin nữa. Thôi con ngồi chơi nhá. Dạ. Ờ. Đây, các cô. Đây các bé. Được, bây giờ đến giờ các bé chuẩn bị ăn rồi nên các sơ đang dọn những cái món ăn ngon cho các con. Bé này tên gì con? Tên gì con? Tăng Gia Bảo. Con tên gì? Tăng Gia Bảo. Nam Bảo á? Tăng Gia Bảo. Trần Gia Bảo. Gia Bảo mấy tuổi rồi con? 5 tuổi. Con có thấy đường không? Dạ có. À thấy như thế nào? Bây giờ chú thử giơ tay con xem là đây mấy đây con biết không? 1 á? Đây là 1 á? Đây là mấy? 3 á? 4 á? Không phải rồi. Không phải. Đây là 2 mà. À, thôi con ngồi quay lại nha để chuẩn bị ăn cơm. Rồi chú chào bé. Con mấy tuổi rồi? Con 7 tuổi. Con tên gì con? Con tên là Tấn Hiếu. Tấn Hiếu? Tấn Hiếu hát chú nghe bài nào? Tấn Dũng. Tấn Dũng à? Tấn Dũng. À, Tấn Dũng học lớp mấy rồi? Dạ lớp 1. À. Thế Tấn Dũng thử đọc bảng chữ cái chú nghe xem nào. A. 12 con giáp này biết. À. Thôi được rồi, mà hỏi 12 con giáp A bờ cờ là con biết rồi. Bây giờ hỏi 12 con giáp này. Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tất, Hợi. Rồi quá giỏi, nhưng mà bây giờ chú bảo nhá, bây giờ con không đọc là Tí, Sửu, Dần, Mão mà con đọc là chuột này, rồi trâu này. À, hổ này, để con đọc như thế nào? Chuột, trâu, hổ, nào. Mèo, rồng, rắn. Con đọc được không? Được. Nào con đọc đi, chuột. Chuột, trâu, hổ, mèo, rồng, rắn. Đúng rồi. Ngựa. Đúng. Dê. Đúng. Khỉ. Đúng. Gà. Rồi. Chó. Heo. Đúng, chính xác rồi, quá giỏi luôn. Rồi, chúc mừng con nhá. Bây giờ hát bài gì biết không? Không biết hả? Hát bài tiếng Anh được không? Tiếng Anh cô dạy á? Cô gì nhỉ? Cô Hương dạy á?
Thank you very much. Cảm ơn các con rất nhiều nhá. Em hỏi cho con là chúng con biết ngày gì không nào? Chúng con biết ngày gì không? Dạ. Thầy là thầy đạo văn trường thành phố Thanh Ba của mình. Cho đến ngày hôm nay là các sơ tiếp tay con để rồi sơ đừng tiếp tay để rồi làm cho nó càng ngày nó càng được phát triển hơn nhá. Cho nên chúng con ăn trái thì nhớ kẻ trồng cây. Chúng con nhớ rằng thầy thành lập như vậy và chúng con là người đến sau. Cho nên chúng con hôm nay dỗ thầy rồi tí nữa mình ăn xong mình sẽ đọc kinh cầu nguyện cho thầy để thầy mau về thiên đàng nhá. Được không? Dạ. Rồi bây giờ chúng con ngồi yên để sơ múc phở cho con ăn nha. Dạ. Thầy tính dương với duyên sao á? Dạ. Để lúc nào cũng ăn phở với ạ. À, dạ. Đúng không? Dạ, dạ. Bây giờ tính dương đến phát ơn mà. Dạ. Chúng con ngồi yên nha. Đây, chú hỏi bạn gái này, bạn gái này năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Con giới thiệu đi. Dạ, 10. Con tên gì con? Dạ, Thúy Lâm. Con tên gì con? Thúy Lâm. Thúy Lâm á? Dạ, Thúy Lâm. Thúy Lâm. À, Thúy Lâm, 10 tuổi. Con học lớp mấy rồi con? Dạ, lớp 3. Con học lớp 3. Con đi học con có gặp khó khăn gì không? Dạ, con thấy cũng bài toán cũng dễ. Cũng dễ. Dạ, cũng khó. À, dễ cái gì và khó cái gì con? Dạ, tìm số hạng. Tìm số hạng? Ước lượng số hạng lần. À, ước lượng là thấy khó. Dạ, đúng rồi. Còn con thích nhất môn gì? Dạ, thích nhất là môn định hướng với thủ công. Môn định hướng và thủ công. Thủ công thì con làm cái gì? Dạ làm... Dạ nặng mấy con vật. Nặng mấy con vật? Đồ vật. Thì con có hình dung ra con vật đấy là con nặn đâu? Dạ. Ví dụ như con voi thì nó có cái gì đặc trưng nhất nhỉ? Dạ con, dạ cái vòi. À con voi, cái vòi. Thế còn con gì, ví dụ như con gì mà giống con gà mà nó biết bơi nhỉ? Con vật. À đúng rồi, giỏi quá. Thế còn con gì mà cục tác lá chanh nhỉ? Dạ, gà máy. Ờ đúng rồi, dạ, cảm ơn con. Dạ, dạ, dạ. Nguyện xin, nguyện xin chú ban nhiêu đầy cho chúng con luôn thật mỗi ngày hầu hơn chưa đâu sao con mà sao con mà chú con rồi mời các con đã, bây giờ sơ đang cho các bé ăn đó thì hôm nay các bé sẽ được ăn phở vì hôm nay là ngày giỗ. Ngày giỗ của cha nên là các sơ được ăn các sơ cho các bé ăn phở. Nhìn rất ngon. Rồi Hiếu ăn tương ớt hay ăn chanh? Đúng rồi, ăn chanh tương ớt con. Sơ nặn chanh rồi tương ớt cho các bé tùy theo cái sức ăn của các bé. Bé thì ăn nhiều thì cái tô lớn và bé ăn ít thì tô nhỏ. Rồi các bé uống sữa nữa. Đó, khẩu phần ăn của các bé là ăn phở này, uống sữa. Em bé này cũng biết là Mỹ Tâm hát luôn á. À, giờ các bé ăn một cái bữa ăn rất là ngon. Ừ. Con ăn thấy ngon không? Dạ có. Dạ có. Dạ chanh. Chanh. Kia là chanh đúng không? Dạ. Hãy chút cái sầu dục. Tôi á, tôi đi chân xe ăn rồi. Tôi gặp cái ông nè. Hãy chút tôi gặp đi trên xe, tôi gặp cái ông nào ngủ mà rất buồn cuộc tình đó ông vô rồi. Sao? Rồi con. Sao? Rồi 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 Ăn
Rồi chào con. Rồi chào con nhá. Rồi mình đi học về à? Đó, các sơ chuẩn bị cho các bé cũng phải 2, 4, mình quan sát thấy như 6, 7 sơ liền. Để các sơ tới để hỗ trợ giúp đỡ các bé. Rồi. Chào bé nhé. Rồi chào con. Con vô đi. Đó, sơ cũng rất là tất bật để chuẩn bị một cái bữa ăn cho các bé khi mà đi học về. Đó, các bé cũng ăn rau luôn á, rau sống các loại. Sơ gắp rau cho các bé, cũng phục vụ như ở những cái khách hàng, phục vụ như ở ngoài nhà hàng luôn nhé các bạn. Rồi, con chào sơ nhé, rồi chào các sơ, các cô ở đây. Chúc sơ và các bé sức khỏe, rồi con xin phép. Cảm ơn nhiều, chúc con Dương luôn luôn trẻ và luôn luôn hoạt động, luôn luôn là mang niềm vui trong mọi người. Hôm nay nhìn đến Tuần Dương quét nhà, thành phố mình xuống đồng quê quét nhà. Rồi, con xin phép, rồi con chào các sơ nhé. Thôi thôi, để các bé ăn, cô sơ ơi. Dạ. Em cảm ơn là nhiều. Vì bao nhiêu điều mà chúng con nhận thấy, cảm ơn, xin cảm ơn thật nhiều. Vì bao nhiêu điều mà chúng con lấy nhầm, hẹn lần sau, xin hẹn lần sau nghe. Vui hơn nhiều, may hơn nhiều, cho quốc ai hơn nhiều. Rồi, chúc các sơ sức khỏe và chúc các bé ngoan, học giỏi, nghe lời các sơ nhá. Rồi, hẹn ngày gặp lại. Thôi con đi về đi. Con về đi. Ở bên bạn này học ở trường Hòa Nhập Cộng Đồng các bạn. Ở bên Mái Ấm Bừng Sáng. Đây là các bé tự đi về được này các bạn này. Giờ Tuấn Dương sẽ hỏi thử bé. Rồi chào bé. Con đi học về à? Có biết đường về không? Nghe chú giọng chú quen không? Chú tên gì biết đâu? Hôm nay các con ăn phở đấy. Rồi hai bé tự dắt nhau về à? Thế không cần người phải đưa à? Các con có thấy đường không? Không thấy đường. Có cần chú đưa về không? Thôi đi được đúng không? Rồi các con đi đi. Đó các bé này chỉ cần một cái cây gậy này thôi. Wow. Đó. Hai bé tự đi về này các bạn này. Đấy, dò cái cây gậy kia và đi về. Các bé học ở trường Nguyễn Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương. Đấy, bóng các bé đi xa dần nha các bạn. Chỉ cần cây gậy rồi mò tự đi về, vì trường ở đây thì đi về cũng khá là gần. Ở cái nơi mà Tuấn Dương đang đứng đây là Tân Hưng Long, Hội quán Trung ương, 282 Đại lộ Nguyễn Tri Phương, Sài Gòn, quận 10 á. Đây các bạn ơi, nhìn các cái bạn học sinh bây giờ đi học về này, tự đi học về, có người đón, rồi có khả năng mua những các cái món ăn như thế này. Thì các bạn mới thấy rằng là những cái em bé mà khiếm thị đó là rất là thiệt thòi.
chính vì thế nên những bé khiếm thị rất là thiệt thòi. Thì hy vọng là quý bà con cô bác thì hãy chung tay để giúp đỡ những các cái hoàn cảnh khó khăn, những bé khiếm thị ở mái ấm bừng sáng, để giúp các con có được một cái cuộc sống tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi cái video này của Tuấn Dương. Và hãy đừng quên bấm nút like cho video, đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để theo dõi nhiều video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn. Học sinh đi học về rồi.